Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng vắt kiệt sức dân, thuế xe công nghệ tăng cao gấp 3 lần. Nghị định 126 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020, quy định tất cả các tài xế công nghệ sẽ bị xem là cá nhân hợp tác với tổ chức kinh doanh và phải chịu mức thuế giá trị gia tăng tới 10% phát sinh trên tất cả các quốc xe, thay vì mức 3% như hiện nay. Nghị định ngay từ khi còn là dự thảo đã gây ra tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng và mạng xã hội. Hiện tại, tài xế xe công nghệ đang phải đóng 3% thuế giá trị gia tăng và 1,5% thuế thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu thực nhận, tức là phần chi phí nhận được sau khi trừ chiết khấu cho các hãng. Đây là hình ảnh Tổng cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề về Nghị định 126/2020 và một số văn bản hướng dẫn luật quản lý thuế vào hôm 1 tháng 12 năm 2020. Nếu thu nhập dưới 100 triệu đồng một năm thì không phải đóng các khoản thế này. Nhưng theo Nghị định 126 thì kể từ đầu tháng 12 tới, mức thuế giá trị gia tăng sẽ tăng lên thành 10% tính trên doanh thu thực nhận của mỗi chuyến xe, tức là đơn hàng hoàn thành, bất kể tổng doanh thu một năm là bao nhiêu đi chăng nữa. Và tính bình quân, theo nghị định này, thu nhập tài xế sẽ giảm 7,3% đối với tài xế có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm và giảm tới 10% đối với tài xế có thu nhập dưới 100 triệu đồng mỗi năm. Nhận định này sẽ áp dụng chung cho tất cả các ứng dụng như Grab, Be, Jokic hoặc Bemin và những hãng xe khác. Theo đó, các doanh nghiệp này chỉ là đơn vị kê khai, thu hộ, nộp hộ. Đối tượng bị Nghị định 126 tác động đầu tiên là tài xế, là người lao động cực nhọc, vất vả, nguy hiểm và thu nhập hết sức bấp bênh. Đây là hình ảnh bảng biểu thể hiện thay đổi kê khai thuế thu VAT theo Nghị định 126 mà hãng xe công nghệ Grab thông báo đến toàn bộ đối tác tài xế công nghệ của hãng. Thuế tăng không chỉ thu nhập giảm mà còn tăng nguy cơ là nhiều tài xế vì không muốn đóng thuế sẽ nghĩ cách chạy quốc xe ngoài ứng dụng, tăng nguy cơ gây mất an toàn. Thậm chí là có tài xế sẽ rời các ứng dụng, quay lại chạy xe ôm truyền thống vì sẽ không ai thu thuế các đối tượng này. Facebook Tuấn nhận định như sau: Chính phủ muốn số hóa các đối tượng này nhưng Nghị định 126 lại đẩy họ ra ngoài vòng số hóa. Chưa kể là thời buổi khó khăn, thuế lại đi tận thu các đối tượng có thu nhập thấp đến như thế. Nhà báo Trương Ngọc Anh cũng đồng tình với quan điểm trên khi chia sẻ tâm sự của một người tài xế xe công nghệ. Anh này nói, từ khi có xe công nghệ thì chuyện đi lại của người Việt Nam mới thuận lợi được thêm bao nhiêu như nhanh, tiện, rẻ mà giá cả rõ ràng không sợ bị chặt chém. Giờ cứ làm khó cánh lái xe thế này có khác gì muốn quay về thời trước đâu. Cứ chạy không có ép thì không ai quản lý, là chả ai tính thuế hay kiểm soát chất lượng gì cả. Anh này cũng chia sẻ, bình thường thuế giá trị gia tăng thì người mua trả hàng phải trả. Ai đời bây giờ người đi quốc xe thì không tính, người chạy xe lại bị tính thuế, sai quá. Thuế đóng là chuyện đương nhiên nhưng cũng nên cần xem xét lại đóng sao cho hợp lý. Người lái xe này còn bày tỏ trong sự bất lực rằng làm kiểu này thì chúng tôi sẽ là những con vịt bị vặt lông và người ta sẽ không cho lông của chúng tôi mọc lên nữa. Khi thuế đang tận thu những đối tượng vất vả mà thu nhập không hề ổn định. Nhà quan sát Võ Văn Dũng cũng đưa ra một câu hỏi lớn là nói mãi, góp ý mãi, phán biện mãi, sao các ngài, tức là ở đây là các nhà làm luật, không chịu nghe, không chịu hiểu gì cả. Đây là hình ảnh, ví dụ màn hình, chiết khấu trừ phí sử dụng, ứng dụng là 10% thuế VAT sau mỗi chuyến xe chạy từ ngày 5 tháng 12 năm 2020 do Grab cung cấp. Cũng theo người chạy xe này, ông nói, nghề chạy xe công nghệ gọi nghe cho oai, nhưng thật ra là nghề xe ôm. Nghề này gặp quá nhiều rủi ro, phải hứng chịu bao nhiêu cây nắng, bao nhiêu mưa gió, ngửi bao nhiêu khí thải độc hại, không biết sẽ bị tai nạn, bị thương, bị chết, bị giết, bị cướp bất cứ lúc nào. Thay vì nghĩ cách giúp đỡ họ thì chính phủ lại nỡ lòng ra quyết định tăng thuế VAT với họ từ 3% lên 10%. Rồi đây họ sẽ lấy đâu ra tiền để sửa chữa, bảo dưỡng xe, lấy đâu ra tiền để trả lãi vay và tiền gốc ngân hàng, lấy đâu ra tiền để duy trì cuộc sống gia đình vốn dĩ đã quá khốn khó như vậy. Ông nói thêm, tôi đố các ngài để đủ điều kiện chạy xe ôm công nghệ
thì một lái xe phải đóng bao nhiêu loại thuế phí, phải trang bị cho họ những thiết bị gì? Tôi tin chắc các ngài không biết nên các ngài mới ban hành quyết định tăng thuế phí lên vai của họ. Thật bất công khi các doanh nghiệp nhà nước là các cậu ấm, con cưng của Đảng. Dẫu họ rất yếu kém, họ lợi dụng danh nghĩa nhà nước để trục lợi, tàn phá nền kinh tế của đất nước, gây ra khoản nợ công khổng lồ. Nguyên nhân chính bởi nền kinh tế định hướng sai. Thế nhưng giờ đây, chính phủ liên tục tìm cách cứu vãn đám ăn hại đó bằng cách dùng tiền thuế của dân để bơm cho họ. Ngược lại, các cá nhân, các doanh nghiệp tư nhân gần như không được ưu đãi gì ngoài việc nghĩ cách tận thu thuế, phí đổ lên vai họ. Là lãnh đạo có tâm, có tầm thì cần phải có những hành động xứng tầm. Nếu muốn đất nước phát triển thì trước hết chính phủ phải nghĩ cách giúp cho dân giàu, vì dân có giàu thì nước mới mạnh. Tuy nhiên, nhiều người nhận định hai đối tượng khác nhau cũng chịu tác động từ nghị định số 126 này. Chính lại là khách hàng sử dụng dịch vụ cuối cùng và chính là các hãng xe công nghệ. Đây là hình ảnh một số tài xế xe công nghệ tại Việt Nam. Nguyên nhân là để tài xế không bị thiệt thòi, bể nồi cơm, các ứng dụng ắt phải sẽ tính đến việc tăng giá hoặc tính thuế giá trị gia tăng vào giá cuốc xe, đơn hàng. Khi đó, người trả lại chính là khách hàng. Cần phải nói thêm là, ngoài tài xế, khách hàng, thì các ứng dụng như Grab, Be hoặc Benmin và nhiều ứng dụng khác nữa sẽ thiệt hại nặng nề như sẽ mất tài xế, mất khách hàng, mất doanh thu, v.v. Nhà báo Trương Ngọc Anh kết luận, một phương tiện đi lại thời công nghệ vừa kinh tế vừa minh bạch về cách tính tiền và lộ trình có thể sẽ trở nên đắt hơn nhiều một khi các hãng công nghệ tăng giá cước chừng chục phần trăm để bù các khoản thuế phải nộp. Và như thế thì chính người tiêu dùng lại khổ. Đấy, thật khổ cho chúng tôi, nghị định ạ, ông đã nói. Còn Facebook Phan Nguyên thì bình luận như sau. Ngân sách càng cạn kiệt, các quan chức càng bày ra nhiều thứ phí, thuế để buộc người dân vốn nghèo phải e cổ ra để đóng thêm mọi thứ, phí trên trời, dưới đất. Đáng lẽ khi muốn quyết định thu thuế mới, các quan chức trong ngành cần suy nghĩ thấu đáo xem người dân có chịu nổi hay không. Vì dù sao cũng là chính quyền, do dân, vì dân, như họ vẫn từng tự xưng như vậy. Hy vọng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thu hồi lại quyết định đánh thuế dân nghèo thêm này để dân còn có đường mà sống. Không dừng lại ở nghị định 126 về việc tăng thuế xe công nghệ hơn gấp 3 lần. Một sự kiện mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận việc thiên vị taxi truyền thống. Đây là hình ảnh minh họa hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất phải leo mấy tầng lầu cùng hành lý cồng kềnh để bắt xe công nghệ. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trung tuần tháng 11 đã phân thành 4 làn đón đưa, trong đó phân biệt đối xử giữa xe taxi truyền thống và xe công nghệ. Hành khách đã buộc phải leo 4 tầng lầu nếu muốn bắt xe công nghệ Grab hoặc Becar. Theo quy định mới này, hành khách muốn đón xe công nghệ như vậy sẽ phải đón xe tại tầng 3 hoặc tầng 4 của bãi giữ tại ga quốc tế, nơi mà hành khách phải leo thang bộ cùng hành lý của mình, vì thang máy luôn trong tình trạng hết sức quá tải. Hành khách Mạnh đã chia sẻ trải nghiệm bắt taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất như sau. Các bạn phải băng qua đường line B đến C để lên xe với điều kiện là xe hơi cá nhân không kinh doanh vận tải. Còn nếu muốn đi taxi, các bạn vui lòng bước thêm 200m nữa đến line D, phía sau các shop bán đồ ăn như Highland hoặc Starbucks. Ở đây các bạn sẽ thấy các quầy của nhiều hãng taxi mồi chào rất tích cực. Nhưng họ sẽ hỏi bạn đi đâu và báo giá luôn, chứ không còn bấm đồng hồ nữa. Mình nói về quận 1 nên được chờ tận 30 phút cũng không có xe, vì họ chỉ ưu tiên khách đi tỉnh xa với giá gấp 3 lần bình thường. Chờ mãi không được nên mình book Grab. Đối với tất cả các xe công nghệ, các bạn vui lòng lết kế mình với một đống hành lý lên tầng 3, 4 hoặc 5 để chờ. Trong bãi giữ xe tất nhiên là không có máy lạnh, không có quạt và cực kỳ ngột ngạt, khó chịu. Chưa hết, tiền cước xe của bạn sẽ được cộng 25.000 đồng vì xe Grab bị bắt buộc phải vào nhà giữ xe đó, và chi phí sân bay thu thêm là 25.000 đồng mỗi lượt. Một hành khách ẩn danh cũng nói vui tiếp như sau. Mọi cải tiến đều có lợi cho nhà cái. Còn tài khoản Facebook Đỗ Nam thì bình luận. Nhà nước đang không có chiến lược làm cho cuộc sống này minh bạch hơn. Việc đưa ra chính sách nhằm taxi công nghệ suy yếu và độc quyền, tức là thâu tóm cả Uber, để
độc bá thị trường. Thiên vị taxi tiền truyền thống tiếp tay cho đơn vị vốn sẵn tư tưởng móc túi khách hàng vô tội vạ, thì bao giờ thị trường này mới tốt lên nhỉ? Nhà nước đang cố gắng cải tạo hệ sinh thái cho taxi truyền thống bơi, bất chấp có hay không sự công bằng. Thế nên, ở đời, nghèo là ưu thế, và như thế là dở rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đảng vắt kiệt sức dân, thuế xe công nghệ tăng gấp 3 lần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.